Gan thiệt chứ, dám lợi dụng sinh nhật để mà kêu rượu uống. Còn sắp thành bợm nhậu rồi đó nha. Một năm có một lần thôi à mẹ, mới có một ngày mà đã thành bợm rồi, vậy ba tiếp khách hàng ngày gọi lại gì? Con không so sánh với ba vậy được. Ba là người lớn, với lại ba phải tiếp khách vì công việc mà. Thì con cũng vì bạn bè của con, với lại con không có thích người lớn. Lấy lý do là mình là người lớn rồi, muốn làm gì làm, rồi bắt con nít phải nghe theo. Ở bên nước ngoài á, con nít cũng được tôn trọng ý kiến như người lớn vậy. Thôi thôi thôi, lâu lâu một lần thì không sao, nhưng ba mẹ không muốn là con lậm vào bia rượu, biết chưa? Với lại em à, sinh nhật mà phải có men bia thì mới vui chứ. Thôi thì coi như là ba mẹ tặng cho tuổi 17 của con một bữa xả vàng ha. Rồi sau đó chuẩn bị lo mà học nha. Dạ. Nè, tối qua ai đưa con về vậy? Thì bạn của con. Hôm qua mẹ tới cũng thấy hết tụi nó rồi còn gì. Bạn, nhưng mà bạn trai hay bạn gái? Thôi em, trai hay gái gì cũng được, miễn đưa con bé về tới nhà là được rồi. Con à, chiều nay gia đình mình đi chơi, con thích ăn món gì nè? Thôi ba. Ủa sao vậy? Chiều nay mẹ thu xếp được thời gian mà. Con không có rảnh. Con đi đâu mà không rảnh? Con không có đi đâu hết á. Nhưng mà con có việc của con. Không đi đâu, tại sao không đi ăn được với ba mẹ? Thì lúc trước con đòi đi chơi, ba mẹ cũng nói là có việc. Thì hôm nay con cũng có việc, sao con không được từ chối? Thôi con ăn xong rồi, con lên lầu thay đồ ra ngoài cửa đợi á. Đã đến lúc nó không cần tới ba mẹ nữa rồi. Vẫn biết là sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lẹ vậy. Chẳng phải em mong chờ ngày này lắm sao? Có tù nhân nào không mong chờ ngày được phóng thích đâu chứ. Bữa nay em sẽ đưa con đi học. Đón xem Con Gái Yêu 19:45 hàng ngày trên SCTV 14 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.